và cũng là người đánh em nhiều nhất. Em thấy bố mẹ cũng rất yêu thương em, cho dù là không bằng những người khác. Mỗi chiều đôi chim câu lại dìu nhau. Người phụ nữ một mình nuôi con thì cũng tròng trành như là một cái nón không có quai. Tại anh mà anh bị thế, mà anh chết được bao nhiêu, chết hết luôn. Mỗi chiều những đôi trai gái dập dìu. Các người là bỏ bất tài. Bước chân. Bất tài nên mới đi bán kẹo với làm thú. Bà đâu có đúc những thứ tầm thường như cậu. Bà đúc người. Nhìn lên cao. Ta hỏi trời xanh. Đất trời có giống. Cậu có biết cái giá của tự do là gì không? Là nỗi cô đơn.